Xin chào tất cả các quý độc giả đang theo dõi cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay của mình Mình là anh Tài Thiên Minh, đến từ Anh trai và Ngàn trong gai Thanh xuân của mình Đó là cái khoảng thời gian mà mình vẫn là một người nghệ sĩ được đứng trên sân khấu Tuy cái khoảng thời gian đó nó không có dài nhưng mà nó rất là đặc biệt Uh, điều đặc biệt ở đây là trong xuyên suốt cái khoảng thời gian là mình làm nhiếp ảnh gia mình quên đi mất cái con người đó của mình thật sự mình rất là tập trung cho cái sự nghiệp của mình và mình cũng rất là ngại để uh, nhắc nhớ lại cho mọi người hoặc là cảm thấy thoải mái khi mọi người nhắc mình đã từng là một cái ca sĩ tu tin hoặc đã từng là một người ca sĩ đứng trước uh, sân khấu tại vì mình chưa bao giờ có ý định Uh, sẽ trở lại sân khấu Cũng như là uh, cảm thấy thoải mái Khi mọi người uh, Gọi mình là ca sĩ Dạ. Yeah. nhưng uh, Nhận được lời mời của chương trình Tự nhiên mình nhớ lại Mình có hỏi chương trình cái lý do vì sao Lại mời mình Bởi vì mình không bây giờ hiện tại Là một người Giúp ảnh gia, không cần là một người hoạt động Cái công việc nghệ thuật giống như vai trò Là một người nghệ sĩ đứng trước Hoặc là ca sĩ nữa thì Uh, mình muốn nghe một cái một cái câu trả lời nó thuyết phục để nhận lời tham gia thì mọi người nói nói là rất là nhiều người nói mình là thanh xuân của họ mặc dù cái khoảng thời gian mình tham gia nghệ thuật nó vai trò là một người ca sĩ hoặc diễn viên nó rất là ngắn nó không có dài điều đó làm mình uh, khi mà mình nói tới hai chữ thanh xuân thì điều đó nhớ làm cho mình nhớ tới cái khoảng thời gian đó của mình nó flashback lại rất là nhiều điều không chỉ có mình không chỉ có những cái kỷ niệm của mình mà có những kỷ niệm với những người đã từng đồng hành với mình khi mà nghe đến thanh xuân của mình thì mình nhớ tới một người anh trong cái giai đoạn đó anh đối với với mình anh là một người nổi tiếng nhất là một người đàn anh mà khi mà bây giờ nghĩ lại á, thì mới thấy là cái xuất phát điểm của anh bi với mình nó rất là giống nhau mà tất cả anh bi mọi thứ của anh bi nó đều giỏi hơn mình anh bi đều giỏi hơn mình anh bi cao hơn mình anh bi Khiêu hơn mình, anh bi thời gian đó nổi tiếng hơn mình, anh bi biết sáng tác, anh bi cũng vào nghề trước mình và cái con đường đi nó cũng giống giống nhau, thì mình cảm giác là, ồ, mọi người mời mình bởi vì mình là thanh xuân của họ trong khoảng thời gian đó. Nhưng để nhớ về thanh xuân của bản thân mình và một người cảm giác là mình mình cho là một cái tượng đài trong một cái tạm gọi là một cái ông hoàng nhạc tin và là một người khởi đầu để để hát nhạc tin luôn đó và là một cái gương mặt rất là hoàng tử luôn thời đấy thì không ai xứng đáng ngoài anh Wanbi mình nghĩ đó là một trong những cái cảm giác mà mình sẽ không bao giờ quên được ở ở trong cái khoảnh khắc trong cuộc sống của mình nó nó diệu kỳ lắm mình cái cảm giác hạnh phúc đó mình mình không bao giờ mình nghĩ tới là mình sẽ có một lần nữa ở trong cuộc sống và mình cảm giác là mình không chưa bao giờ bước vô một cái thánh đường và mình nghĩ là lúc đó mình đang đứng đang đứng trên thánh đường và mình cũng đặt ra một cái câu hỏi khi mà trước đứng bước lên sân khấu là mình mình không biết là cái điều đó có xứng đáng với mình hay không nhưng mà mình rất trân trọng cái cơ hội đó cái khoảnh khắc đó và mình dù rất là xúc động, xúc động bởi vì cái cảm xúc sau 15 năm mình có được một cái cơ hội được đứng trên sân khấu một lần nữa. xúc động bởi vì mình chuẩn bị trình bày hai một hai ca khúc được gắn liền với anh mình và xúc động bởi vì mình biết những người quan tâm và yêu thương mình sẽ rất hạnh phúc khi thấy mình trên sân khấu đó ngày hôm đó anh nghĩ là từ cái giai đoạn gia đình anh biết tại vì anh cũng giấu gia đình anh á uh, cho đến khi mà anh uh, cái thông tin mà anh được trên uh, truyền thông là tham gia một chương trình giống như vậy thì anh mới chia sẻ với mẹ với lại gia đình bởi vì um, anh ở xa gia đình mẹ gia đình của anh ở ở bên nửa trái đất ở bên kia còn anh ở một mình anh sống ở đây thì người lớn lúc nào cũng sẽ có nhiều lo lắng á bản thân mẹ mình mình biết là mẹ rất là mong muốn thấy được mình ở trên sân khấu một lần nữa nhưng mà đâu đó mẹ cũng sẽ rất là nhiều nỗi lo bởi vì không biết là mình sẽ bắt đầu cái điều đó nó như thế nào và hành trình này nó có thật sự trong gai với một cái người đã từng đã rời xa sân khấu 15 năm hay không và mình cũng để cái cái mọi chuyện rất là tự nhiên à, cho đến khi mẹ 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 mọi người biết thì à, những ngày qua mình thấy là mười mấy năm kể từ khi mình rời xa gia đình khi mà uh, bắt đầu uh, cái 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 giai đoạn mà mình mình không mình về Việt Nam á, mình lập nghiệp sau khi mình đi du học ở Mỹ và không còn sống với mẹ ở một giai đoạn rất là dài giống như vậy mình cảm giác là chắc chưa bao giờ gia đình của mình cả gia đình rất là lớn của mình vui uh, xôn xao và cũng như là mọi người bonding gọi là kết nối với nhau nhiều giống như vậy bởi vì cùng hướng tới một cái hành trình của một người con ở xa là mình thì đôi khi mình bận rất là bận ở lịch uh, luyện tập trình diễn cũng như là tất cả những cái công việc khác liên quan tới hành trình anh trai vượt ngàn chông gai mình đang làm thì mình không có coi và theo dõi nhiều nhưng mẹ mình À, chị gái mình gia đình của mình bên kia là xem hết tất cả những cái thông tin liên quan tới anh trai vượt ngàn chồng gai và biết còn đành hơn cả cả mình những cái thông tin đó thì mình cũng thấy là cái điều đó là một điều nó rất là tuyệt vời bởi vì những cái món quà về vật chất ở tuổi này thì rất là dễ dàng mình nghĩ là để tặng cho ai đó những người bạn thương yêu nhưng mà món quà tinh thần thì mình nghĩ là không có một cái giá trị nào có thể so sánh được nên mình cảm thấy là mình đang được rất là nhiều và mình cảm thấy là cái hành trình này rất là tuyệt vời không chỉ dành cho mình mà kể cả, cả gia đình của mình nữa giờ bên Mỹ với giờ Việt Nam nó khác nhau và cái thời gian streaming của Việt Nam là tám giờ ba thì là sáng ngày hôm đó chị gái của mình nói lại thôi mẹ mình cũng không có nói lại với mình mẹ mất ngủ theo kiểu mất ngủ cả đêm luôn theo kiểu mình thì bận quá với cái cái lịch trình của cổ của, của anh trai bằng ngàn trong gai mẹ mình mất ngủ cả đêm luôn và và phải đón chờ cái 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 tiết mục đó đến ngày hôm nay cả gia đình mình vẫn repeat lại cái 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 tiết mục đó liên tục để để nhìn ngắm cũng như là là thưởng thức cái khoảnh khắc mà mình ở trên sân khấu um, anh cũng lưỡng lự À, một cái khoảng thời gian, tương đó là bài tháng khi mình nhận lời mời. Nhưng mà anh khi mà cái đợt Tết vừa rồi thì mẹ anh cũng có về là Việt Nam ăn Tết thì hai mẹ con có gắn bó với nhau thì cũng có chia sẻ với nhau là à, tâm sự. Tâm sự cũng hơi deep deep thì mình hỏi là cái khoảng thời gian nào mẹ sống tới tuổi này, khoảng thời gian nào mà mẹ cảm thấy mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất. Thì mẹ mới nói là cái khoảng thời gian con làm ca sĩ. À, mẹ minh là một người rất là nội trợ phụ nữ nội trợ gia đình. Nhà mình thì ở dưới tỉnh ở Kiên Giang, cách Sài Gòn lúc đó là khoảng 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng đi xe. À, mẹ nhưng mà cái giai đoạn từ 17 đến 20 tuổi, ba Minh hoạt động nghệ thuật mẹ mình luôn xuất hiện với tất cả các show diễn một mình, đi đi xe lên và trở về trong đêm để đứng ở dưới sân khấu và um, xem cái cái phần trình diễn cũng cũng của mình trong đêm đó và chỉ ok mẹ về rồi nhắn tin mẹ có mặt ở đó mẹ về rồi giống như vậy thôi mỗi đêm thì mình cảm giác là mẹ rất là hạnh phúc trong cái khoảng thời gian đó thì um, khi mà mình nghe cái, cái điều đó thì mình cũng nói là ồ cái món quà này cái cơ hội này nó không chỉ dành cho mình nhiều hơn là cho mẹ thì mọi người cũng biết là mình hiện tại là muốn là một người độc thân mình chưa có gia đình và mình sống một cuộc sống rất tự do Uh, điều mình có thể tặng cho mẹ là niềm vui và giá trị tinh thần. Thì mình nghĩ là nếu mình có một cái cơ hội được đứng sân sân khấu một lần nữa ở bên phía nửa kia trái đất, mỗi tuần mẹ được xem con trai của mẹ trong một cái trong một cái hình ảnh mà được mọi người yêu thương một quan tâm thì mẹ mình sẽ là người hạnh phúc hơn cả mình thì tại sao tại sao không mình 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 còn lăng tăng khi mà mình chắc chắn đó là một cái niềm vui rất là 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 lớn dành cho một cái người người đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình là mẹ nên mình quyết định tham gia và mình không nghĩ gì nhiều luôn ngoài cái việc là có những cái phản ứng có tích cực hay tiêu cực hay không, show có hot hay không và mình có được cái gì hay không. Ở cái hành trình này, đầu tiên là mình cảm thấy biết ơn. Ấy. Biết ơn cái cơ hội cuộc sống nó mang cho mình. Biết ơn cái lời mời của chương trình dành cho mình. Và biết ơn mình vẫn còn tồn tại để mọi người vẫn nhớ tới mình mà cho mình cái sự đặc để trân trọng đó còn drama hay là những cái vấn đề mà nó có thể tiêu cực hoặc là chân trời rớt xuống cho mình thì mình phải tin vào bản thân mình mình tin vào sự tử tế của của mình và năng lượng của mình cứ thoải mái cứ sống đúng với chính con người của mình thì mặc dù nếu có những cái trong gai hay là có những cái điều mà nó không hay muốn tới thì mình muốn sẵn sàng đón nhận nhưng mà mình phải là một người tử tế và một cái phiên bản nguyên sơ và hồn nhiên khi tham gia cái cuộc chơi này cái đã không có sự toan tính luôn chân thành thì mình nghĩ sẽ không có một cái thì tiêu cực nào nó theo đuổi nếu mà mình nuôi dưỡng cái điều đó khi bắt đầu cái hành trình này anh thấy rất là sướng tại vì đầu tiên khoảng một tuần đầu tiên thì mình bị ngộp nhưng mà mình đã chuẩn bị cho mình cái tâm lý đó trước khi vào nhà chung rồi thì anh chọn cái cách thưởng thức đầu tiên là có thể là thưởng thức cái sự um, nó không thoải mái lá lắm ở một nguồn, nguồn năng lượng rất là mạnh nhưng mà sau cái công diễn đầu tiên á, thì mọi thứ nó đã khác hẳn bởi vì mấy anh em ai cũng là những người dễ thương theo cái cách của họ có những người năng lượng siêu cao siêu hài hước siêu ồn ào có những người rất là trầm lặng Uh, có những người hay quan tâm người khác cũng có những người mà ít nói nhưng mà nói mấy câu rất là chí mạng cũng có những người là uh, sao thì mình cũng mà đáp được giống như minh nhưng mà mình cũng không phải là một người hài hước hay là có thể là uh, tạo một cái spotlight gì đó ở đám đông nhưng mà bản thân minh cái minh nghĩ đó là một, một cái ưu điểm của của bản thân là mình là một người quan sát mình rất là thích quan sát mọi người và minh luôn là một người nhìn ở một cái điểm tích cực ở mọi người Ờ, ví dụ anh này có điều này hay, em này có một điều này hay và bạn kia có một cái điều này hay ở bạn thì mình rất là thích quan sát mọi người ở những cái góc độ đó mà đến 32 người mà mình là 33 thì mỗi người có một cái một cái hay riêng. Ok, khi mà mình thấy khó chịu ở điều này thì mình nhìn ở một điều tích cực ở người này. Đó mình mình giống như là một cái cái camera nó chỉ, chuyển chuyển góc máy vậy đó. Quan trọng là cái mình lựa chọn cái góc độ nào để nhìn thôi và mình phải chấp nhận bản thân mình cũng là một người không hoàn hảo thì mọi người cũng có thể feedback mình là một người có thể là không vui vui vẻ bằng mọi người không có năng nổ hoặc là không có không có hoạt náo hoặc là mình là một người không hài hước nhưng mà mình có những cái góc độ tốt khác và mấy anh em cũng có những góc độ tốt khác ở tập thể thì mình nghĩ cái việc mà khó nhất mà mọi người cần phải làm đó là phải chấp nhận nhau chấp nhận nhau và xem nhau như là một gia đình thì mọi thứ nó mới êm ả được cho đến ngày hôm nay chúng tôi thật sự nói không phải là lên sóng hay là gì, hay là cái gì đâu mọi người có thể thấy được mọi chúng tôi làm 33 người ai cũng là một cái mảnh ghép rất là bền chặt trong một cái vòng tròn của anh trai vườn ngàn trong gai mọi người nghĩ đi ai cũng lớn hết rồi ba mấy tuổi ai cũng là những người rất là thành công trong lĩnh vực họ theo đuổi không có một cái kịch bản hay biên tập hay một chương trình nào có thể điều khiển được chúng tôi để chúng tôi làm những điều chúng tôi không muốn đó mà cái này chúng tôi còn làm hơn những điều mọi người muốn nữa bởi vì chúng tôi quá vui đó là một cái điều là mình nghĩ là mình được nhiều hơn và mình đã thắng kể từ khi mình nhận lời tham gia anh Trai vườn nhà trong gai rồi bởi vì mình quá lời lời ở đây là lời cảm xúc Lời những cái mối quan hệ Lời những trải nghiệm Có, chắc chắn là có Mà hình như là mình thật sự nha Mình nói là ba người không ai là người nhạt nhẽo luôn Thật luôn Nếu mà mọi người thấy là ok Là nhìn được ở góc độ người đó Mọi người ở một tính hay khác nhau Kể cả những người có vẻ là Người rất là nhạt nhưng cái nhạc của họ Vô cùng thú vị Mà mọi người khi mà xem tiếp Những cái hành trình của anh trai vừa ngày hôm ra Mọi người sẽ thấy được là biên tập của chương trình quá đỉnh khi mà lựa chọn 33 người không phải ở đặt để họ sự nổi tiếng hay là nghề nghiệp thôi mà tính cách của mỗi người nó rất là hay, không ai giống ai hết nên ở một góc độ là khi mình để nói ra một người nào đó rất là đặc biệt hay là làm mình ấn tượng thì mình nghĩ là nó nó sẽ không đầy đủ. Trong đầu mình hiện tại thì mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều người khi mà bước vô chương trình thì mình nghĩ mấy anh em là một kiểu khác nhưng nhưng cuối cùng họ lại là những cái điều khác những điều mà mình bất ngờ nhưng mà cái sự bất ngờ nó rất là tích cực ồ, gần đây ví dụ như là anh hồng sơn chẳng hạn một anh cả ở trong cái 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 cái, cái nhà ký túc xá của của của, của anh trai 10 nghìn trong gai thì mọi người vẫn thấy là ồ anh hồng sơn là một người lớn tuổi nhất mà một trong những người phải gọi là nhí nhảnh nhất luôn á ở, ở trong cái cái cái, đội hình ba anh tài mọi người cũng biết là anh Sơn có nickname là anh công chúa là một người rất là điệu và là dù là cầu thủ đá banh nhưng mà anh rất là dễ thương rất là nhẹ nhàng rất là ngọt ngào mà trước đó mình không bao giờ nghĩ anh Hồng Sơn là một người giống như vậy ví dụ như Binzi là một người cực kỳ tử tế và là một người chân thành cũng như là hay quan sát mọi người và giúp đỡ mọi người theo cách của mình Baby Trần, ồ, oh một người mà mình nghĩ là trước khi tham gia chương trình là mình cảm thấy là mình rất là sợ để phải gần một cái người năng lượng giống như vậy tại vì mình chưa bao giờ có những người bạn theo kiểu nó đặc biệt giống như vậy như BB nhưng mà vào show một cái ở từ ngày quay hành đầu tiên luôn á BB ngồi kế mình ở cái vòng hội ngộ là mình cảm thấy trời sao mà dễ thương quá vậy nói cái gì ra cũng buồn cười mà cảm thấy rất là duyên dáng và tất cả 33 anh em 32 anh em ai cũng yêu mến BB đó là một người quá là đặc biệt uhm, nếu mà mọi người có nhìn thấy được là mọi người ai cũng nói là ok minh là một người minh cũng tự nhận minh là một người hướng nội nhưng mà mọi người cũng thấy là minh hay đi chơi và tụ tập với những mấy anh em hướng ngoại và mỏ hổn nhiều hơn và cũng như là hay ồn ào bởi vì minh biết cái năng lượng của mình là một người rất là trầm rồi nên minh cũng đây là một cái cơ hội để mình tiếp cận những cái nguồn năng lượng khác của mình và hóa ra ồ à, mình cũng khám phá được ở trong cái 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 bản bản thân của mình ở một cái sự sôi nổi cái sự nhiệt nhiệt huyết của cái cái việc mà vui tươi đó có có thể là mình sẽ không có duyên dáng cũng như là uh, dí dỏm như như các bạn nhưng mà mình rất là enjoy mình rất là thích quan sát mọi người và mình rất là thích gần mọi người bởi vì để cho nó cân bằng đó thì mọi người cũng có thể nói là một số bạn trên mạng nói là mình dần dần mình hòa tan rồi mình không muốn còn hướng nội nữa nhưng mà mọi người có thể hiểu sai về cái việc hướng nội người hướng nội là người quay vào bên trong ở những cái cảm xúc của mình tất cả mọi thứ là phân tích từ cảm xúc và hành động từ cảm xúc và có thể là một người ít nói nhưng mà mình vẫn là một người rất là tích cực mình thích những nguồn năng lượng vui tươi và mình rất respect những người hài hước và mình luôn thích gần họ mình lại là một người không suy nghĩ nhiều luôn á và mình là một người không có những cái chiến thuật Mỗi ngày đến phim trường, mỗi ngày nhận được những thư thách Là mình enjoy nó, mình lao vào nó giống như là tới đó Thật sự cái game này nó hay á Là bản thân chúng tôi tự hào bởi vì chúng tôi là phiên bản gốc Của 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 một cái phọc mát về chương trình âm nhạc của 33 anh Tài à, và Nên chúng tôi biết, có một cái điều hay là Mỗi công diễn là mỗi cái luật khác nhau và đến khi quay hành chúng tôi mới biết chúng tôi được phải làm gì và sẽ như thế nào nên có tính toán thì mọi thứ nó sẽ cũng ngoài cái tầm kiểm soát của mình à đó lúc đầu thì mọi người cũng nói ờ nghiên cứu phiên bản gốc nhiều lắm để mọi người có những cái chiến thuật nhưng mà cuối cùng những người có những chiến thuật nhiều thì cũng bị tủ đè hết không có một cái điều gì truyền hình thực tế nó hay là một cái đó nên á, ai càng minh nghĩ là ai càng thả lỏng ai càng cảm thấy nước tới đâu thì mình nhảy tới đó thì uyển chuyển với nó nếu mà uyển chuyển được thì nó mới là một điều thú vị cho cái hành trình này và mọi người sẽ thấy những tập tiếp theo của anh trai vườn ngàn trong rai rất đỉnh ở những cái chiến thuật của của, của mấy anh em chúng tôi đó và những cái luật lệ rất là hấp búa mà chương trình mang mang, mang ra đó thiết lập đội tìm đồng đội của nhau xong rồi liên minh liên minh xong rồi rã và những cái người đã từng là đồng đội của mình lại trở thành đối thủ của mình những người đã từng là thủ lĩnh của mình lại trở thành là đối thủ của mình xong rồi rã xong rồi lại học với nhau nó rất là nhiều cảm xúc chi phối mà mình nghĩ một trong những cái chông gai mà người chơi cần cần phải vượt qua là phải vững vàng về tâm lý lúc nào biết đó là game và lúc nào phải biết đó là cuộc sống bởi vì chung quy lại cái game nó cũng kết thúc nhưng mà tình cảm mấy anh em vẫn phải là anh em đó nên chúng tôi là một người thì mình thấy là mẫu số chung á của của tất cả mọi người á khi mà chơi game mọi người rất nghiêm túc nhưng mà thả game ra mọi người vẫn trở lại là mọi người bình thường dấu đề dấu bài và cả bản thân là ai sẽ làm việc đó và tới ngày tới giờ lên sân khấu mới biết cái người kia làm cái gì đó không có cho mọi người biết được những cái chiến thuật của bản thân mình nên nên mình cảm thấy là nghĩ nhiều quá đó. cũng 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 không có không có không có giúp ích được gì đó ngoài cái việc là mình phải nỗ lực nỗ lực và những cái kỹ năng mình mình đang có và khi mà có những cái cơ hội là mình phải hết mình mình phải ổn định với nó bằng cái sự sáng tạo của mình thời gian tập luyện và cũng như là cái sự kết nối của mấy anh em chung đội với nhau càng bền chặt thì cái tiết mục của mình nó sẽ dễ dàng thành công hơn trộm với anh là một người rất là tích cực đó, và chỉ tập trung với những cái thứ mà mình mình đang làm và mình có thể làm tốt nhất và mình có thể control nó ok là có thể tập luyện uh, cho cái hành trình của mình nó nó tốt nhất có thể ở trong khả năng và trong cái control của mình về tiết mục cũng như sức khỏe cũng như ngoại hình và năng lượng của mình dành cho anh trai vừa ngàn trong gai nên mình khá là thoải mái mình chỉ tập trung vào những thứ mình có thể control thôi và chung quanh đó thì mình cảm thấy là mọi người toàn thương yêu thôi chưa chưa có một cái điều gì gọi là tiêu cực hoặc là áp lực đối với mình nhưng cuộc sống của mình nó có xáo trộn thật sự đó bây giờ thì Uh, mình mình minh cảm thấy là ở cái bên ngoài và bên trong nội tâm của mình là nó cũng thay đổi rất là nhiều đó nó không còn là mình của vài tháng trước tại vì uh, cái cái công việc nó khác nên mình cũng phải thay đổi cái năng lượng nhưng bản thân dù có là gì thì anh 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 cũng biết là cái hành trình này nó sẽ kết thúc tại vì uh, nó chỉ mới diễn ra thôi Nhưng rồi nó sẽ kết thúc Rồi mình cũng sẽ trở lại là mình Trở lại cái con người mà mình vốn dĩ bấy lâu nay Xem như là Đây là một cái hành trình quá đẹp Để cho mình Trải nghiệm Cũng như là Mình gợi nhớ là những người đã từng thương yêu mình Đâu đó giống như là Một cái buổi anh cảm giác như là một cái buổi hội ngộ những người đã từng yêu thương hay biết hay quen biết mình á đó, đã từng biết mình mà thấy mình lặng mất tâm bao nhiêu năm nay là mọi người thấy mình mình trồi lên xong rồi thấy mình xuất hiện là mọi người không chỉ nhớ tới mình mà nhớ đến họ trong cái khoảng thời gian đó nữa nên anh hoàn toàn không áp lực anh phải trở thành người nổi tiếng hay là là quan tâm nhiều với những vấn đề bên ngoài ngoài cái việc tập trung làm những cái thứ mình có và rất là trân quý những cái tình cảm những mọi người quan tâm đến anh trai vừa nghiền trong gai anh chưa đủ tự tin đó với những gì anh nghĩ lúc đó là anh chưa đủ tự tin để biết rõ mình là ai ở trong cái cuộc sống này và cái hành trình mà anh đang theo đuổi cho cái thời điểm đó là một nhiếp ảnh gia thì anh cảm thấy cái điều đó nó rất là đủ cho cái hành trình đó của mình và mình cảm thấy là mình không cần điều gì hơn ngoài cái ngoài cái, ngoài cái việc đó cho đến khi đặc biệt là hai năm trở gần đây cái năng lượng trong bên trong của anh nó thay đổi rất là nhiều, anh cảm thấy ngày càng anh anh nhìn ra được chính mình hơn, anh hiểu rõ mình là ai hơn và anh dễ dàng chấp nhận những cái điều mà mình không tốt, mình không giỏi, mình không hoàn hảo và mình nhìn vào những cái điều mà mình có được nhiều hơn, uh, cuộc sống cho mình nhiều hơn và mình rất là vững vàng uh, khi anh đủ vững vàng á ở trong cái cuộc sống của cá nhân anh thì tự nhiên anh cảm thấy anh vui anh hạnh phúc và mọi thứ nó 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 rất là suôn sẻ và rất nhiều cơ hội khác đến với mình và một cách nó không báo trước và mình cũng không nghĩ nó sẽ đến với một cái người ở một cái độ tuổi mà không còn trẻ như anh đã trưởng thành rồi em anh nghĩ là sẽ không có nhiều cơ hội để cho mình trải nghiệm cuộc sống nữa đâu ở giai đoạn này thì ai cũng đã dần ổn định rồi có người có những cái bộn bề gia đình có những người bộn bề với những cái mối lo toan về sự nghiệp ngập lặng ở trong đó và cũng có những người họ đang rất là hưởng thụ với những cái vật chất những cái điều họ theo đuổi còn bản thân anh thì anh vẫn đang rất, rất là tận hưởng với những cái sự nhẹ nhàng mà cuộc sống mang lại cho anh, những cái sự chọn lựa mà anh đang có về một cái đời sống bình ổn nó cứ êm đềm giống như vậy bằng cái công việc sáng tạo của mình. Xong anh đến một ngày anh nhận được lời mời. Anh trai vừa nghiền trong ra thì anh cũng suy nghĩ liệu mình sống một cái cuộc sống êm đềm như dòng nước cứ trôi cứ trôi giống như vậy rồi mình sẽ đi đâu? Và ở một cái tuổi sắp bước vào trung niên của mình Thì nó sẽ có một cái cục mốc gì Ngoài việc là mình tiếp tục sẽ trở thành là một nhiếp ảnh gia cho ra đời Tiếp những cái tác phẩm và những cái triển lãm mà mọi người ủng hộ Thì mình nghĩ, anh nghĩ anh phải làm một cái điều gì đó Nó highlight ở một lứa tuổi này Để mình thấy là um, không có tuổi nào là già hết không có một cái lứa tuổi nào quá muộn để bắt đầu một cái điều gì đó mà mình muốn làm và mình cảm thấy nó phù hợp với mình và cũng để thử thách chính bản thân mình mình có thật sự là một người vững vàng như mình nghĩ hay không để mình thả mình vô một cái môi trường là nó không hoàn toàn dễ chịu nó không hoàn toàn là những điều mà mình có thể biết được nó sẽ là cái gì anh cũng thử thách bản thân anh á và anh cũng test với chính mình á về những cái điều mà nó sẽ diễn ra em biết showbiz công việc giải trí truyền hình thực tế mạng xã hội là những thứ anh đủ tỉnh táo để anh hiểu là lúc không phải lúc nào được thì nó cũng là được và bản thân anh là người đã bỏ cái công việc đó quay về bên trong mà anh rất là hạnh phúc với những cái sự chọn lựa của mình mà anh lại đương đầu với điều đó thì anh cảm giác là đó là một sự dũng cảm ở anh và anh nghĩ là nhưng nếu mình nghĩ mình đủ vững vàng thì những cái điều đó nó chỉ là một cái dấu phẩy thôi mà mình sẽ một cái dấu phẩy nhưng thôi nhưng mình cũng sẽ sau cái dấu phẩy mình sẽ viết tiếp được những cái cái hành trình mà mình muốn theo cái năng lượng của mình theo cái cách của mình và theo những cái gì mình muốn mang tới cho những người theo dõi mình và theo dõi cái hành trình của mình cái điều đó nó quan trọng hơn. Anh nghĩ cái gì nó cũng hai mặt. Uhm, khi mà anh nghĩ những cái chuyện đó thì anh anh lại nghĩ là, ồ chắc người ta quan tâm tới mình, người ta yêu thương tới mình thì người ta mới tìm hiểu sâu hơn một chút về những thứ mình muốn show ra uh, đó. Thì cái điều đó cũng là điều dĩ nhiên thôi. Đó, khi mà em yêu thương và em quan tâm một người thì em biết muốn biết nhiều hơn về họ thôi. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ đầu tiên và điều thứ hai nếu mà mọi người có biết nhiều hơn á, thì thì đó cũng là một điều mình cảm thấy mình cũng rất là bình thường bởi vì những gì mình trải qua nó đẹp mà chuyện tình cảm của mình hay là đời tư của mình á, cũng là những gì mình cũng thấy rất là đẹp nên nếu mà mọi người có biết tới hay có tìm hiểu thì mình cũng rất là trân trọng với điều đó và mình cũng rất là tự hào về những cái điều mà mình đã làm ở trong cuộc sống mình bằng những cái cảm xúc rất thật của mình mình không có che mình, mình là một người chưa bao giờ che giấu nhưng mà mình không khoe khoang chưa bao giờ mình khoe khoe khoang khoa điều gì nhưng mà mình sống rất là nhiều năm ở một cái đời sống là một người bình thường à, bằng một cái bản năng của mình mình chưa bao giờ che giấu điều gì hoặc nhưng mà mình cũng chưa bao giờ khoe nhưng mà tất cả những điều đó là với mình nếu mà bạn có biết điều gì À, về những cái điều mà bạn quan tâm thì đối với mình đó cũng là những điều rất là đẹp nên mình có không có gì để lo hết anh nghĩ không có nào dễ hết không có điều gì dễ hết khi mà đứng ở những cái sự quyết định nhưng mà bản thân anh là một người em biết là anh là một người quay vô bên trong nên trước khi đưa ra một cái quyết định gì á là anh cũng đã suy nghĩ nó tương đối có thời gian trước khi đưa ra quyết định nên mọi cái sự quyết định của anh cho đến thời điểm hiện tại ví dụ lớn nhất là, là rời showbiz và đến hiện tại là quay trở lại ở hành trình anh trai và ngàn trong ga rồi anh chưa có hối hận mà anh cảm thấy là nó rất là đúng nó đúng với cảm xúc của chính anh và nó đúng tới những cái hành trình trong cuộc sống của anh đúng 17 năm 17 năm anh bước vào showbiz với cái vai trò là một ca sĩ tuổi teen Uh, làm cái công việc đó 3 năm rất là rực rỡ ở giai đoạn tuổi tin đó và 17 năm sau là cái hành trình là và anh nghĩ sau 3 năm và bắt đầu từ cái hành trình 17 tuổi cho tới bây giờ là anh 34 tuổi là đúng 17 năm anh quay trở lại nó giống như là một cái vòng tròn một cái vòng tròn mà anh 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 anh, anh có nói là anh chưa có tốt nghiệp xong anh bỏ ngỏ anh bỏ ngỏ cái cái cái, cái um cái hành trình cái hành trình đó của mình còn gian dở thì anh nghĩ anh phải trở lại trải nghiệm và tốt nghiệp xong những cái điều anh bỏ ngỏ nên những cái quyết định có khó khăn hay không thì mình nó cũng đã diễn ra rồi và anh cảm thấy là mọi thứ nó diễn ra theo đúng những gì nó cần phải diễn ra